Rồi số lục anh 7 xin chào các anh em ha. Hôm nay ngày 14 tháng 8 con số linh kỳ là 584 ha. Thì kỳ này em chỉ lên em cho anh em vài cây cần ha. 4 cây cần thôi, hàng xả nha anh em. Với lại mấy con máy nè. Máy hôm nay được mấy con à. Giá rất là tốt luôn. Đó. Thì phí ship mặc định với anh em là 30.000 một đơn. Anh em nào chốt 2 đơn trở lên em sẽ miễn phí ship. Còn anh em nào chốt 1 đơn mà chuyển khoản á, thì cũng là bao ship luôn ha. Rồi số điện thoại của em là 0988 546 535 anh em. Nằm ở đây nè. Rồi lên hàng nha. Bữa nay lên cũng nhanh đó. Bữa nay em tính là xả hơi bữa không lên, nhưng mà em còn mới hàng này lên xả cho anh em chơi luôn ha. Em mời có hàng đi. Rồi thì đầu tiên em lên cho anh em cây cần dây trong carbon nha. Cây dây trong carbon nè. Đó. Mấy cái khuyên dẫn là xích hết trơn luôn đó anh em. Bát là bát Fuji luôn ha. Đó, cây này nó nhìn cái mút Eva nó hơi cũ nha anh em. Nè, mút Eva hơi cũ. Đó. Thì cây này cứng là 50 dài 1m8, hàng của Alpha Taco hay là gì á, của Korea nha. Cây này hàng của Korea nha anh em. Đây Made in Korea nè. Đó, Made in Korea. Đây, cứng 50 1m8. Đó, ok. Cần dây trong 1m8 anh em câu khá là thoải mái luôn nè. Đó. Rồi, thì cây này mã số 1 giá là 250 nha. Cần thì bán cũng như cần phíp với anh em. Carbon là bán giá như phíp luôn nè. Rồi tiếp theo là cây cắm gốc nè, cây cắm gốc này thằng độ nha. Cây cắm gốc độ là cây gốc là của thằng Kentucky, còn đọt là đọt của thằng Carbon Haya. Đây Carbon Haya luôn, dàn khoen Fuji không nè. Đó, 2 4 6 7 cái khoen nha. Cây này cứng cầm khoảng cỡ 100 120 nha anh em. Đây cứng cỡ 120. Đó, anh em nào thích cắm gốc mình lấy. Thì cây này dài 1m65. Đây, dài 1m65 ha. Đó, đọt là đọt tháp luôn nha anh em. Đây, đó, xả cho anh em chơi nha. Cây này hôm qua thì em có lên là giá là 400k lần á. Em xả cho anh em còn 300 nè, cho đi luôn nè. Đó, mã số 2 này 300k nha. Cây này 300k giá thì phải nói là rất là rẻ luôn. Rồi tiếp theo mã số 3. Đây, mã số 3, một cây 2 đọt, cây Hanchi 2 đọt nè. Siêu đẹp luôn. Đây cây này đi lại khoen rồi nè. Nè, đi lại dần khoen đẹp quá đẹp luôn, đi keo khoen nè. Đó, đi keo khoen lại nè. Rất là mới luôn anh em. Nó thì hai cái đọt nha. Một đọt cứng là tờ cỡ là 20-30, còn một đọt cứng là cỡ là 30-50 nha. Đó, hai cái đọt thì quá là ngon luôn, đọt tháp hết trơn nha anh em. Đây, cây cần khá đẹp luôn. Bát là Fuji, dòng khoen là Fuji hết trơn nè. Dòng khoen Fuji mới cáo luôn. Thì cây này để cho anh em giá là 400k anh em. Mà số 3 nha, 400k dài 2m1 nha anh em. Cây này dài 2m1, hai cái đọt luôn, có 400.000 à. Mã số là mã số 3 nha. Tiếp theo mã số 4 nè, mã số 4 cây bạo lực, cây Kentucky thôi nhầm, cây Hordelock. Thì cây Hordelock này nhìn hơi cũ nha. Dàn khoen là Fuji chân quỳ, dàn khoen là biển. Cây này lấy em câu đái nha anh em. Câu đái, câu bạo lực đồ đó, câu cá tra thịt đồ đó. Anh em lấy câu này, cây này là 2m7 nha. Đây, 2m7 mà nó bị chốc cái lớp bóng rồi, nó bị bay lớp bóng hết rồi. Cây này hàng xịn đó, hàng hệ của Daiwa luôn á. Đó, cây này cứng tầm khoảng cỡ 120 đến 150. Cứng 120-150 nha anh em. Đây, nè. Đó, dàn khoen nè. Dàn khoen chân quỳ nha. Đó, dàn khoen biển chân quỳ. Thì cây này nhìn hơi xấu xíu. Thì em sẽ xả cho anh em cây này luôn. Xả cho đi luôn nè. Ha. Cây này là mã số 4 nè. Đang bán với giá 900, xả cho anh em còn 700k luôn ha anh em. 700k anh em chơi nha. Đó, cây này anh em kiếm đâu được 700k. Đây, giá là thua giá sỉ nữa. Đây, mã số 4 700 nha. Anh em lấy nhanh thì còn nha, mã số là mã số 4 nha anh em. Cây này 27 luôn á. Rồi tiếp theo là lên máy nha. Đây còn mấy con máy nè. Rồi bữa nay lên cặp cho anh em hai con máy nè, cho anh hai máy câu hai con máy Chinu là hiệu là anh em câu Ikeda, câu Hemchi đó nè, dòng Chinu. Đây hai con này có wishbone luôn, là có hiểu là có tiếng kêu luôn anh em ha, có tiếng giang luôn. Con này có tiếng giang khi anh em xả bon nha. Đây này nó có tiếng nè, đâu tiêu rồi, có biết quê giang gì đó, biết là con này hay này, con này đúng, con này không phải con này ha, con này thì con này nó có carbon nè, carbon rất là tiện lợi, giống mấy con máy Ikeda nha anh em. Dòng này để cho anh em câu Ikeda, anh em là thuận tay phải thì mình lấy nha. Dòng này câu Ikeda nè ha, thuận tay phải thì anh em lấy con này, quay tay phải nha, nó rất là mượt luôn. Panat, con này hàng Korea nha. Rồi tiếp theo là một con chơi cũng cho anh em câu Hanchi, câu Ikeda nữa nè. Nó nhiều chế độ lắm, con này rất là nhiều chế độ luôn. Đây, bật lên bật xuống gì nè. À, cái này xả bon nè, xả bon. Đó, còn cái này là bật quay 2 chiều, quay 1 chiều. Đó, còn cái này tiếng giang nè. Ớ, có này tiếng kêu nè. Đó, tiếng giang luôn á, nó là tiếng giang luôn á. Rồi chỉnh bon nè, đầy đủ luôn ha. Đó,
thì con này là Chino Jusker, đây Japan. Thì hai con này là mã số, là mã số 5 nha, giá là 400k nha anh em, hai con này 400k đó. Rồi tiếp theo mã số 6 đây, mã 66, một con máy lua với một con máy câu bè ha, một con máy lua với mấy con, một con câu bè, con này nha. Anh em mua cái này thì lời được cuộn dây này có 100m, của dây số 2 số 3 gì nè, 2GB nè đó, cuộn dây không mà cũng có 200.000 rồi. Đây con này cũng là quay cho bên tay phải luôn nha, con này cũng quay bên tay phải luôn, con này cho anh em câu bè luôn, nhưng mà có chế độ chống đầu ngược luôn nha, con này có chế độ chống đầu ngược luôn nha anh em đó. Rồi với một con máy lua, đây một con máy lua của hàng con này hàng Trung xuất nha, bên China đó, một con máy lua nè, đây tay phải luôn nha anh em. Con này cũng tay phải luôn. Rồi thì hai con này giá là 370.000 nha. Mã số là mã số 6 nha anh em, 370k. Rồi tiếp theo, mã số 7. Mã số 7 là một con máy cầu biển nha. Một con máy biển. Con này còn cuộn dây khá là nhiều luôn, cuộn dây này rất là nhiều nha. Đây, thì con này nó là con ST50. Nè, con này nó bị mất cái tem đây. Dòng này của hàng Dynamic của Ruby thì á. Con này cũng Ruby thì á. Carbon đây, nhiều một lớp. Con này có lừa cước luôn nè, con này có chế độ lừa cước luôn ha anh em. Đây cước đó, đây, chế độ carbon đầy đủ ha, đây carbon ngon lành luôn đó ha. Thì con này anh em nào câu biển mình lấy nha, con này mã số 7 giá 200k nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 8, đây mã số 8 có hai con máy câu tôm, câu mực, câu cá vặt luôn nè. Một con Korea nha, con này hàng Korea, con Long Cát nha. Đây, máy rất là đẹp luôn, máy cáo quay rất là mượt nha. Dưới lại một con này đổi tay trái phải được nha, hai con này. Dưới là con 1000 này là, đây dưới con máy 1000 nè, con máy này hàng Trung xuất nè, con máy Trung à, máy quay cũng rất là mượt luôn. Thì hai con này size tầm khoảng 1000 nè anh em, hai con này size 1000 nè, con này có thể size 2000, size thật có 2000 nè. Thông số cũng con này Gato 5.1 luôn nè ha. Rồi thì con này bự hơn nè ha, con này size tầm 1500-2000 nha nè. Đó thì hai con này giá là 200k nha, mã số là mã số số 7 nha, năm số 8 chứ, con này mã số 8 nha, mã số 8 200k. Tiếp theo mã số 9, lên trên đây còn 3-5 con nữa nè. Mã số 9, đây mã số 9 con máy kim loại nha, anh em nào chơi kim loại mình lấy con này mới cáo luôn nè, con này rất là mới nha, con này chỉ thiếu cái hộp thôi. Đây nè, máy quay nhẹ te đổi tay trái phải nha anh em, con này full kim loại nha, Ruby CX1, con này size 2000 nha anh em. Cước số 2 vô 170m, cước số 3 vô là 120m nha. Rồi thì con này mã số 9 nha, giá là 200k. Nó mới cáo nè, giờ anh em sưu tầm rồi chơi câu cá vặt, câu tôm, câu mực, câu bè luôn. Rồi, tiếp theo là một con máy lua nha. Con này con máy lua tay quay đôi nha. Nó con máy tay quay đôi, cối là kim loại luôn anh em. Con này hàng carbon, cối thân carbon, có kim loại, tay quay là kim loại luôn. Con này còn mới lắm nha. Đây, con này có bị muối ăn nhẹ đây nha. Muối ăn nhẹ đây. Đó. Con này tên của nó là con Deepbot gì đó, Deepbot 30. Thì con này size của nó là size Gato tới 5.3 lần ha. Đây cước 0. Cước số 2 vô 130m, cước số 1.5 vô là 170m. Con này size 1.500 nha anh em. Đó, anh em nào chưa luôn mình lấy nha. Máy luôn ngon nè. À, ta quay đôi luôn. Máy quay rất là nhẹ và mượt nha. Chống đôi ngược bằng bi nha. Nó chống là dính nè. Ở cái tay quay nè. Chưa cứng, à, chống là dính nè, chống ngược dạng bi đũa đó. Rồi, thì con này mã số là mã số 10 nha, giá là 270.000 nha anh em. 270.000. Tiếp theo, mã số 11. Đây 11 em có con máy size này tầm 5.000 ha. Con này số cước 6 vô là 120m ha. Con này size 5.000, cước số 5 vô 200m nha anh em. Con Daiwa Long Cat của hàng Trung xuất nha. Đây máy China, con hàng Trung xuất đổi tay trái phải được nha. Máy quay khá ok luôn. Nè, máy quay ok. Chính đen còn, con phen AI thì còn mới cáo luôn nè. Đó, thì con này giá là 250 nha, mã số 11, con này size 5.000 luôn anh em. Ta quay kim loại luôn ha. Đó, 250. Tiếp theo là mã số 12. Đây, mã số 12 là 13, 12, 13 giống nhau nha. Đây. Nè, để em lên hai con này cho. Đây hai con này giống nhau thôi. Nè, 12 và 13. Đó. Hai con Marin nha. Hai con Marin hàng Trung xuất nha anh em, Gato 4.5. Đây. Ha. À. Con đây con 13 là BX 3000 nha, con này dòng là chuyên về bạc bãi nha anh em, đánh bạc bãi mình lấy con này 3000 BX sub 3000 sub đó. Size của con này thì size nó tầm khoảng cỡ
cước số đâu, cước số 10 vô, không phải con này có nong ơi, con này có nong nè anh em, con này chiên súc e, con này có nong rồi, vậy là con này có nong anh em. Anh em nào mà thích có nong mình lấy nha, con này có nong. Đây, cước số 3 nó vô là 275m, cước số 4 vô là 190m. Cước số 5 vô là 135m nha. Đó, con này có nong nha, con này có nong. Con này có nong, con mã số là mã số 12 này có nong nha, cho anh em câu bạc bãi đánh súc câu lục rồi đó, anh em lấy nha. Con này có nong nè. Đó. Có của nó là có nong. À, cái đầu chống đầu ngược của nó bị khô dầu nè, nó chưa có chống dính nè ha. Cái chống đầu ngược, cái miếng kim loại á, nó bị khô dầu nè, nó bị khô dầu, nó chưa qua hết. Nó anh em lấy, em sẽ làm lại nha. Thì con này mã số là mã số 12, giá là 450 nha. Con này có nong anh em. Rồi con này có nong không ta? Con này là không, con này là có sâu nha. Con này size tới 10.000 lận nè. Con này cước số 12 vô là 210m lận nha anh em. Con số 13 là size tới 10.000 lận á. Thì con này là anh em câu đái đồ thì mình lấy. À, anh em thích size to mình lấy nha. Con này size 10.000 nè. Mua sống nha. Rồi, size 10.000 luôn. Mà giá là 450 luôn, mã số 13 nha anh em. Đó. Rồi. Ok. Chào anh em nha.